Xong chưa Liễu ơi? Liễu? Chị em thấy nó sao sao không chị? Hớp cái bụng vô, hớp cái bụng vô. Ừ. Trời đất ơi. Nè em làm ăn gì sao sao, chị thấy đẹp mà. Em ăn hơi no quá. Này, cái này mặn này nó kiểu mà nó... Nó sao? Nó lùi lùi, mát mát sao á. Trời đất ơi là trời, em lên đây là phải trưng diện, em phải đẹp lên. Em phải lột cái phèn của em ra hết. Em đẹp người ta mới mê, em hiểu không? Người ta mới thích. Mà người ta thích rồi là người ta sẽ chăm lo cho em rất là kỹ. Yeah. Em thấy chị không? Lúc nào cũng phải chỉnh chu, lúc nào cũng phải xinh đẹp. Dù ở nhà cũng phải đẹp. Em hiểu không? Dạ. Yeah. Thôi trễ giờ rồi. Cầm nữa thôi. Xài kỹ kỹ nha. Cái túi hiệu của chị đó. Xài kỹ kỹ đó. Có thiếu gì không ta? Thôi để cho trống cổ đi rồi bắt đầu ổng mua vàng ổng tặng cho em. À. Mang giày cao gót được không? Dạ không. Không hả? Ê ê ê, bỏ cái nón xuống, bỏ cái nón xuống, bà quê quá bà. Trời đất cười, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao đẹp vậy mình mà đi đổi cái nón vậy? Dạ, chứ mình sao chị? Để giày cho chị. Tao sang vòng coi. Sang vòng coi, đợi chị xíu chị lấy đôi guốc cho. Nè. Mang vô đi. Trời ơi, em biết mang cái này chị ơi. Không biết, không biết mang cũng phải mang. Chứ không lẽ bây giờ em đòi mang với kẹp. Mang vô. Đó. Ôi là trời, có ai mà để nhất, để nhất mỹ nữ xài thành cũng như tôi mà phải mang, phải chăm lo cho cô gì không? Mang vô, mang vô. Thấy chưa? Ôi, ôi thấy nó sao sao? Đứng, đứng trụ cái chân lại. Trời đúng rồi, trụ cái chân lại. Sao em? Ôi, cái gì mà đẹp dữ trời. Thấy chưa? Hôm nay em dễ thương quá. Xong cho em. Xong dạ. Rồi anh. Xong rồi mình đi chứ. Thì anh dẫn bé đi đi. Ủa, chị không đi hả? Không, chị không có đi. Em ngại lắm. Tự nhiên hai người tìm hiểu mà mình đi, mình làm gì đà cản mũi hay sao? Thì có gì đâu, ngại em thì mình ăn uống mà mình nói chuyện thôi. Đứng trụ lại nè, trụ cái chân lại nè nè không á. Tại vì anh cũng biết con bé ở dưới quê mới lên là nó không có quen, mà cái giày cao gót này có vẻ thông cảm nha. Rồi, không sao. Anh đi anh phải dìu bé cẩn thận nha. Rồi. Rồi đưa tay cho anh dìu đi em. Đi. Em không quen chị ơi. Không quen cũng phải chịu nữa. Rồi. Đi nha. Vậy anh đi nha. Đi từ em khép lại bé ơi, gió vô nè. Dạ chị, anh chị mua đồ bên em, cái vô lựa hai máy đây. Đồ nữ đâu em? Đồ nữ bên kia. Rồi ok, cảm ơn nha. Đi em vô trong đây lựa em. Thôi em nhà em có đồ, anh cứ lựa thoải mái đi chị. Không sao đâu. Em tướng đã đẹp rồi. Dạ. Em anh nói gì em ngại quá à. Em đẹp mà có gì đâu ngại. Giờ em thích cái gì em cứ lựa. Ôi anh ngại muốn chết luôn vậy. Đi là đi, giờ anh dẫn em vô đó, em thích cái nào em lấy hết rồi. Dạ thôi anh cứ lựa đồ của anh đi. Dạ không tốn tiền lắm. Dạ tiền bạc em không có quan trọng đúng không? Đi với anh là em thích cái gì em cứ lấy hết rồi anh, miễn sao em thích em vui là anh vui. Tiền bạc đừng nghĩ tới đó nữa, giờ em quên cái tiền đi. Giờ đi với anh là em cứ thích gì em lấy cho anh đi nha. Anh giờ anh dẫn em vô trong đó. Dạ thôi anh mất công rồi, em không dám đâu. Có gì đâu không dám, bây giờ đồ đẹp quá trời. Em đã đẹp dễ thương gì rồi. Em mặc vô là đẹp lắm. Giờ em cứ vô chỗ em lựa em mặc cho anh. Thích cái nào lấy cái đó. Đi vô mình lựa nha. Nữ là bên kia đúng không em ơi? Dạ đúng rồi anh. Bên trái anh. Bên trái đúng không? Dạ Rồi. Anh thấy quần này hợp với anh nè. Bây giờ em đừng có mua cho anh đúng không, em thích cái nào em mua cái đó đi. Với anh là em đừng quan tâm với anh, em thích cái nào cứ lấy hết cái đó cho anh. Đi bây giờ mấy bên đó là nữ bên đó kìa. Bây giờ em qua bên đó em lựa đi. Alo em đợi anh xíu nha, anh nghe điện thoại cái em cứ lựa thoải mái, thích cái nào cứ lấy đó nha. Dạ cứ lựa thoải mái. Alo đúng rồi. Ủa em về? Dạ em có cái bao không? Dạ có cái bao làm gì chị? Cho chị xin cái bao được không? Dạ được. Cảm ơn trời nha.
bao này được chị? Dạ 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 dạ. Còn cái bao nào khác không em? Dạ bên em chỉ để coi. Có một cái này chị á. Có một cái rồi chị. Dạ, cảm ơn chị nha. Ôi, mấy cái quần này mà gửi về quê cho thằng em mình với lại cho ba mình cũng được. Lấy giải sắp đi. Bà chị á, à, chị ơi hồi nãy em lựa được thêm một cái bao ở trong dưới kho nè chị. Chị ơi hả? Em mới lựa được một cái bao này dạ. Được không chị? Cảm ơn em trai nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn em trai nha. Ờ mà cái bao này để làm gì chị? Chị đựng đồ em. Thôi để em lấy cái túi bên shop em. Không sao. Em cứ đi. Dạ chị lấy cái này được rồi, không sao đâu. Dạ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Cái thằng này đồng ngôi. Cái này mình gom về nhà cho ba mình với lại cho thằng em mình đi ruộng cũng được. Mấy đôi giày ra ruộng chắc được. Ủa em lựa đồ xong chưa? Dạ em lựa xong rồi. Xong rồi hả? Xong rồi thì mình tính tiền thôi. Đi em, đâu rồi đồ đâu? Đây là em lựa đấy vậy hả? Dạ em lựa. Em mới lựa đó. Em lựa đã giờ như đấy hả? Dạ. Trời ơi cái gì mà nhiều dữ vậy trời. Anh không thích thì thôi bỏ. Không sao. Hồi nãy nó kêu em thích cái nào lấy đó đi. Em đem về. Đem về cho ba em đi ruộng cũng được. Cái gì? Đem về cho ba em đi ruộng hả? Dạ. Đồ ở đây, đồ hàng hiệu không em? Thôi em thôi đồ hiệu anh em trả. Thôi. Em thích là lấy hết anh. Dạ. Rồi, em cứ thích. Rồi. Em nói là hết gì lấy đó. Không sao, em thích là được rồi. Dạ. Để anh làm phụ em. Dạ, chị cho em gửi quá đơn. Đây. Em có tính nó lộn em gì thế 258 triệu chứ em? Không, tính đúng mà anh. Em coi kỹ lại giùm anh cái gì mà tính nó lộn gì mà tới 258 triệu chứ vậy? Nãy giờ của chị lấy bao nhiêu là bên em nhập chưa đủ không? Rồi, anh coi lại coi. Đúng mà. Ủa gì nha? Không có gì đâu em. Tại anh đang kiểm tra lại coi có đúng đồ em lấy ở đây giờ không á. Dạ. Chờ anh chuyển khoản nha. Dạ. Chờ rồi. Số tài khoản. Rồi. Rồi đấy em cũng thôi. Mình bóng rồi mình bỏ lại hết tiền chứ nhiều quá anh ngại quá. Không sao đâu em. Em thích thì em cứ lấy đi. Em đừng tiếc tiền, tiền nó không quan trọng đâu. Miễn sao em vui là được, em thích là được. Em cứ thoải mái cho. Em ngại lắm. Không có gì phải ngại hết. Em thích là em cứ lấy thêm nữa cũng được, không sao hết á. Vậy thôi bé ơi, đi xíu bỏ lấy bé. Dạ. Đi xíu lấy bao bỏ hết cái vàng này vô cho chị nha. Dạ. Xong cái gì chị lại đi, em luôn địa chỉ ra lại, giờ xong đi gửi qua cho chị nha, tính tiền sẵn luôn em đi. Dạ. Nha. Dạ. Gửi qua địa chỉ nhà phòng trọ chị nha, dạ. Lấy con này đi. Và đi lấy bấm địa chỉ cho nè. Anh chị đọc địa chỉ cho bấm chứ không có xài thôi, cảm ơn. Dạ. Rồi một hồi em gửi qua, em ghi địa chỉ rồi đó, một hồi em xin mấy cái này cho chị nha. Rồi em hỏi em xin rồi. Em coi bao nhiêu cái em điếm cho chị xong rồi tính tiền luôn nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ủa sao vậy? Ý là tại trong đây điều hòa quạt nó nóng quá em nên là nó chảy một hơi xíu hoặc chứ bình thường. Cảm ơn anh trai nhiều nha. Trời có gì đâu, nói chung là em vui là được. Em thích cái gì cũng được. Em thích hết cái này anh mua tặng em luôn. Dạ.
không sao hết đó em, miễn sao em vui là được rồi. Dạ. Vậy em coi lấy hết cho anh đi nha. Dạ, dạ. Gửi qua bên mảnh cho anh. Chị ơi, em về chị. Ủa sao về sớm vậy? Dạ em thấy mệt trong người em về sớm á. Mà đi chơi vui không? Cũng vui. Anh dẫn đi đâu? Anh dẫn đi đâu? Đi ăn uống nè. Rồi đi mua sắm nữa. Đi mua sắm mà sắm thấy mua sắm gì chờ vậy bà? Ôi em ngại quá em mua đâu. Ngại cái gì đã chị nói rồi, mình phải tranh thủ. Mình phải mua cái gì phòng thôi, mình bao được như mình bao. Trời đất ơi. Em mua hết à? Mua hết hả? Ở đâu? Em để vào trước á. Đó, đi ra ra lấy vô chị coi coi. Không biết cái gu ăn mặc của em có thời thượng vậy không. Mai em. Dạ. Cái gì vậy? Đồ em mua đó chị. Đồ em mua? Dạ. Ông dẫn em đi mua, em mua đi, bảo vô đây đồ. À không, cái này số ít hả? Số ít hả? Hồi nãy em cho địa chỉ nhà chị rồi, đi xin tôi chạy xe tải qua nữa. Để chị coi coi. Thánh thần ơi, cái gì dữ vậy em? Rồi, mà khoan đi, hồi nãy tính tiền anh nhiều. Dạ, anh nghe nói 500 mấy gì đó. Thì trời, đồ sida gì mà sao có 500 mấy vậy? À không, 500 mấy chục triệu quá chị. Gì? 500 mấy chục triệu? Dạ. Ủa tính ra mày bào còn hơn chị nữa đó. Ừ, tao quen ổng bao nhiêu đâu ra tao bào được có cỡ 100 mấy chứ nhiêu. Ủa mày mới có một buổi mày bào ổng 500 mấy chục triệu tiền đồ. Trời đất ơi. Em thấy rồi, xíu em kêu xe chở qua nữa. Ừ. Chị thấy là em mở cái shop em bán được luôn rồi đó liệu. Thôi em gửi về quê cho em đi ngủ được. Hay ghê. Ơ là trời ơi, soạn gan ít cho bé mấy giấy số đi. Dạ. Thôi em lộn lộn lộn. Cho đi. Alo. Alo anh nghe. Rồi rồi anh đi chơi vui không? Ừ, bữa nay đi thì cũng vui em. Vui hả? Ôi, dạ anh đang đâu vậy? Dạ anh đang ở trong bệnh viện á. Ủa? Ai bệnh mà vô bệnh viện vậy anh? Thì bữa nay đi chơi xong rồi anh bị sốt luôn rồi em ơi. Sao sốt vậy? Thì đi chơi vui quá rồi nó bị sốt á, với lại tụt huyết áp luôn rồi em. Ủa sao kỳ vậy ta? Anh còn trẻ mà tụt huyết áp kỳ vậy? Đó giờ anh cũng mới bị lần đầu á. Thôi ráng nghỉ dưỡng đi, rồi một hai hôm nữa qua chở em nó đi chơi đi nha. Anh biết rồi. Tại bữa nay đi chơi cú sốc đầu đời của anh mà em. Ủa làm gì cú sốc trời, thiệt tình luôn á. Thì giờ đi chơi với em nó vậy là vui rồi vậy nha. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Hai người tiến triển em vui rồi, bye anh nha. Rồi bye bye em. Rồi. Ôi nó đi chơi sao mà người ta đi bệnh viện luôn rồi trời. Nói nó hay thiệt chứ.